Chào bạn, Tử Vi Việt Nam hôm nay xin luận giải la số có mã số 1046 của một cô gái sinh ngày 15 tháng 1 năm 1986 dương lịch, tức là ngày mùng 6 tháng 12 năm Ất Sửu. Cô sinh vào giờ Ất Hợi, sinh vào 22 giờ 15 phút buổi tối. Bản mệnh là Hải Trung Kim, cục là Thổ Ngũ Cục. Mệnh chủ là Cự Môn, thân chủ là Thiên Tướng. Và Hải Trung Kim và Thổ Ngũ Cục, Thổ sinh Kim nên là cục sinh bản mệnh. Cô sinh ra hợp ngũ hành rất tốt. Cung mệnh của cô có 2 sao Thiên Đồng Thiên Lương rực rỡ và đóng tại cung dương, nên là cô âm dương nghịch lý. Hơi tiếc một chút, sinh ra thuận ngũ hành nhưng mà lại nghịch âm dương, nhưng cuộc đời cũng nhiều lúc trắc trở. Thưa các bạn, đây là một lá số của một người phụ nữ có 2 sao Thiên Đồng Thiên Lương. Và mọi người nhớ là xem tử vi mà thấy người phụ nữ nào có 2 sao Đồng Lương nằm tại cung Dần thì đấy là những người có khả năng tâm linh rất tốt. Tôi có chơi với một số người bạn mà có cái lá số là Thiên Đồng Thiên Lương tại mệnh và nằm tại cung Dần này, toàn là các nhà tâm linh, có khả năng áp vong, có khả năng gọi hồn, có khả năng giao tiếp trực tiếp được với các vong linh, không cần mời họ lên, có thể nói chuyện được với thần linh, có thể xem là đất đấy có cốt hay không, có vong hay không, nghe điện thoại cũng sẽ biết là cái người đang gọi cho mình có bị vong theo không, bị phấn phá không đấy, rồi nhìn bát hương là có xem có linh hay không. Là những cái người mà 2 cái sao Thiên Đồng Thiên Lương tại mệnh mà nằm tại cung Dần là những người có giác quan thứ 6 rất cao. Họ có khả năng thấu thị và giao tiếp được với cái cõi âm rất là tốt. Thì người phụ nữ này cũng vậy. Đây là một người mà có giác quan thứ 6. Cô ta luôn biết những chuyện lành dữ đến với mình. Khi cô đến một nơi nào đấy mà chưa biết trước, khi mà cô nhìn thấy cảnh vật ở đấy thì cô đã đoán trước được sắp tới có sự kiện gì diễn ra rồi và biết được kết quả diễn ra như thế nào. Và nó giống như một giấc mơ ấy, đã từng mơ đến đấy và đã biết được kết quả rồi. Thì đây là người phụ nữ có giác quan thứ 6. Và có rất nhiều các bạn đang xem tử vi ở đây, cũng nhiều bạn có giác quan thứ 6, là các bạn hay được báo trước những điều lành dữ. Ví dụ như là ngày mai mà mình bị tai nạn chẳng hạn, thì hôm nay đã được báo trước rồi là ngày mai tai nạn. Và cái lúc tai nạn thì mình biết rằng là mình đã được báo trước rồi, cảnh báo trước rồi. Hoặc là trong nhà có người mất thì thường là bạn đấy sẽ được báo trước. Rồi trong nhà có người gặp họa thì cũng sẽ được báo trước. Thì đây là những người có giác quan thứ 6, luôn luôn biết trước những điều lành dữ đến với mình. Nhưng để thể hiện và để sử dụng được những cái giác quan đấy để thành một người thầy thì cần phải học tập tiếp và phải tu luyện tiếp để sử dụng được, như là cái thông tin phải nhận được một cách chính xác và chủ động nhận thông tin để xử lý công việc thì mới tốt. Thưa các bạn, đây là một lá số mà cái sao Thiên Đồng nó đóng tại mệnh. Thì các bạn biết là sao Thiên Đồng là cái sao chủ về bói toán đấy, bói toán chủ về cảm nhận. Sao Thiên Đồng nó có một cái khả năng là nó làm cho cái người mà có sao Thiên Đồng đấy là một người nhân hậu, từ thiện, hay làm phúc, thông minh đấy, nhưng mà hay thay đổi, không quả quyết. Những người này thì hơi hay thay đổi nhé, không quả quyết lắm, ý chí không cao, không bền chí, chóng chán trong công việc và hay bỏ nợ chừng, là cái sao Thiên Đồng. Nhưng thông minh, rất thông minh. Rất may vì có cái sao Thiên Lương nó đi theo cùng với cái sao Thiên Đồng này, nghĩa là cái mệnh Đồng Lương này, thì sao Thiên Lương nó sẽ bổ khuyết một số cái tính chất cho sao Thiên Đồng. Cái sao Thiên Lương cũng là sao từ thiện, nó nói lên cái lòng từ bi, tính khoan hòa, hay chiều chuộng người khác đấy, và nhẫn nhục. Rồi sao Thiên Lương nó cũng là một cái sao khôn ngoan, ngôn ngoan và luôn luôn là tỏ ra là từ bi bác ái và nhân hậu, giống như một người thầy tu ấy. Đấy, nam thì giống như một người quân tử đấy, nhưng mà cái sao Thiên Lương lại cái sao mà hơi bảo thủ. Người có Thiên Lương thì tính bảo thủ, có nghĩa là họ luôn luôn đi đến cùng, tận cùng một sự việc. Nếu một sự việc gì đấy giải thích với họ không đến đầu đến đũa, mà không logic, không biện chứng thì chắc chắn họ không tin. Đấy, nên là người Thiên Đồng Thiên Lương là người vừa có khả năng ngoại cảm nhưng vừa có lý trí tốt.
họ là người sau này sẽ thành công. Cô này, cô ấy có cái sao Hồng Loan tài mệnh. Sao Hồng Loan là cái sao mà tính tình tốt, đấy, là sao khéo léo, là cái sao mà quyến rũ người khác về mặt tình ái, và là cái sao mà sớm đem lại sự vui mừng về công việc, về công danh, về sự nghiệp, đấy, sớm bước ra đường đời về công danh, sự nghiệp và thành công. Sao Hồng Loan này là cái sao mà gây tốn tiền cho nhân tình, thế là ai mà yêu với cô này ấy, thì sẽ rất là tốn kém, chi phí rất tốn kém cho cô này, vì cô này cũng biết rất nhiều thứ, cô ấy đam mê những thứ ví dụ như là du lịch, rồi những thứ rất là xa xôi mà khiến cho cái người yêu của cô ấy rất là vất vả để chạy theo cô ấy. Tiếp theo nữa là cô ấy có một cái sao Hóa Quyền tài mệnh. Hóa Quyền là một cái sao rất tốt đối với cái người có chức sắc. Và đây, nếu như cô cách cư nguyệt đồng lương này là cái cách dễ vào làm việc nhà nước, và có Hóa Quyền tài mệnh cũng là một cái sao tốt, nó giúp cho cô ấy là thể hiện là luôn luôn thích quyền lực, đấy, thích được người khác nhường nhịn hay lấn lướt người khác, nhưng lại thể hiện là một người phụ nữ có khả năng lãnh đạo chỉ huy tốt, nói có người nghe, đe có người sợ, là cái sao Hóa Quyền tài mệnh này nó giúp cho cô ấy dễ trong cái việc thăng chức, có uy quyền hiển hách, được cấp trên cả cấp dưới tín nhiệm và trọng vọng. Đấy, tóm lại là cái sao này là cái sao lợi về mặt quyền lực, nằm tại cung mệnh của cô ấy. Tại cung mệnh của cô thì lại có một cái sao nữa là cái sao Quan Phủ. Sao Quan Phủ này là cái sao mà ngăn trở công việc không tốt, nó là cái sao mà hay ngăn trở, và muốn thoát ra khỏi cái sao Quan Phủ thì thường là chúng ta hay làm những ngành như là công an, hoặc là thanh tra thuế, hoặc là thanh tra giao thông, đấy, hoặc là quan tòa. Đó loại là cái sao Quan Phủ, mà là cái sao mà mình không đi làm những ngành mà soi xét giám sát người khác thì mình sẽ bị soi xét và giám sát lại. Nên thường cách hóa giải là như thế. Tiếp nữa, rất tiếc cho cô là cô lại có sao Cô Thần tài mệnh. Nữ mà cũng có sao Cô Thần quả tú chiếu mệnh thường là có tiền duyên, và rất khó cho cái việc yêu đương. Yêu thì dễ, nhưng tình duyên mà nghĩ chuyện cưới thì rất là khó. Và kể cả cưới chồng rồi mà cô thần quả tú vẫn còn thì tình duyên vẫn trục trặc, có nghĩa là tình yêu sớm nở tối tàn. Đấy, yêu lúc đầu thì rất yêu, nhưng cưới về nhau rồi, với nhau rồi thì lại không còn tình cảm nữa, bởi vì sao cô thần quả tú này nó tiếp tục hoành hành. Chính vì thế là các bài trước là thầy Tử Vi Việt Nam chúng tôi hay nói là có vòng tiền duyên theo ấy, gửi một cái ảnh nữa là xác định được là có tiền duyên chính sách xác theo hay không, và phải hóa giải đi, cầu siêu cho họ thì chuyện tình duyên nó mới hanh thông, sau này tình duyên cảm nó mới đỡ trục trặc và ít phải đóng cửa phòng một mình, ngồi một mình. Tiếp nữa là sao Kiếp Sát tại mệnh. Cái sao Kiếp Sát này là cái sao cũng gangster lắm này. Những người có sao Kiếp Sát tại mệnh là những người cũng có khả năng làm những việc mạnh bạo. Đấy, với những người mà có cái sao Kiếp Sát này, mà nếu mà sao chủ tinh xấu là một người xấu thì dễ đâm chém, mổ xẻ, châm chích người khác. Còn nếu mà là có đào hồng gặp Kiếp Sát đấy tại cung mệnh là rất nguy hiểm nha. Vì cô này là có Hồng Loan gặp Kiếp Sát tại mệnh là rất nguy hiểm, là số là dễ bị người khác lạm dụng chuyện tình duyên, dễ bị dụ dỗ, dễ bị lừa gạt về tình. Đấy, và thường là khi mà nóng tính lên ấy là thường can đảm lắm quá và làm những việc hơi mạnh mẽ một chút, hơi mạnh tay, có thể là uy hiếp người khác, có thể là ra tay rất mạnh. Đấy, và đối với những người mà có sao, đây không nói đến ra số này nhé, có những người mà sao chính tinh ví dụ như là Thất Sát Hám Địa chẳng hạn, hoặc Cự Môn Hám, mà gặp thêm cái sao Kiếp Sát này là dễ giết chóc, gây họa hại cho người khác, đâm chém chín người, thì cái sao này cũng là rất nguy hiểm, nằm tại mệnh của cô. Một cái sao nữa là sao Thiên Không nằm tại mệnh. Sao Thiên Không mà gặp mà đào hồng là người có số đi tu đó, thì cái sao Thiên Không mà nằm tại mệnh gặp đào hồng thì nó làm cho chuyện tình duyên nó trắc trở, nên người phụ nữ có sao Thiên Không ở mệnh thường có xu hướng thích đi tu tập. Thế thì bây giờ việc đi tu nó không khắc nghiệt như ngày xưa, các bạn có thể tu tại gia, tụng kinh gõ mõ tại nhà, các bạn có thể tu tâm, và đây là một người phụ nữ mà sau này cũng sẽ có duyên với Phật pháp và cũng sẽ tụng kinh gõ mõ rồi tu tập thờ Phật tại nhà,
thì nó sẽ hóa giải được cái sao Hồng Loan gặp thiên không tại cung mệnh. Một cái sao nữa là sao Đà La. Sao Đà La chính là cái tật, nó nằm tại cung mệnh, nó thường làm cho người bị tật. Ví dụ như nếu như không có cái tật ở chân ở tay đấy, không bị tật chân tay thì dễ hay bị cái cốt đốt sống cổ, đốt sống cổ đầu tiên dễ bị đau đấy. Người Đà La tại mệnh là hay đau đốt sống cổ số 1 và hay bị vô hóa cột sống, nên là bạn này cũng cẩn thận, là sao Đà La nằm tại mệnh cũng dễ bị như thế. Tiếp nữa là cái sao Hỏa Tinh, nó đóng tại cung mệnh nữa. Cái sao Hỏa Tinh đóng tại cung mệnh là nó làm cho nóng tính. Những người nào có Hỏa Tinh đóng tại cung mệnh là nóng tính, làm cái gì cũng muốn nhanh xong. Và hai cái sao Đà La và Hỏa Tinh đóng tại cung mệnh là rất hay bị bỏng. Đấy, người này rất hay bị bỏng, thì hết sức cẩn thận là bị bỏng và gây ra vết sẹo trong người hoặc là tàn tật tại cung mệnh xấu. Về cung mệnh của cô, ngoài cái sao Hóa Quyền thì trong tam hóa thì cô có một cái sao Hóa Lộc nằm tại cung Nô Bộc, cung Quan Lộc, nó chiếu vào cung mệnh. Đấy, Hóa Lộc nằm tại cung Ngọ là hãm địa, nhưng gặp triệt thì nó lại thành vượng đắc và nó chiếu vào cung mệnh, nên là cô là người vừa có quyền lực mà vừa có biết các cách kiếm tiền. Đấy. Hóa Khoa thì lại nằm ở cung Nô Bộc mất rồi. Đấy. Hóa Kỵ nằm tại cung Tề Bạch, đây chiếu về cung mệnh. Vậy trong tứ hóa thì cô có ba hóa, Hóa Khoa, cô có Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ thôi, thiếu Hóa Khoa, nên là việc học hành bằng cấp sau này sẽ thất thiệt một chút, không được lợi lắm so với người khác, là không được may mắn trong việc thi cử học tập. Phân tích tiếp về cung huynh đệ. Cung huynh đệ của cô là có sao Thiên Tướng đắc địa. Đấy, sao Thiên Tướng đắc địa nên anh em là nhờ được nhau tương đối tốt, và thường gia đình là có phục binh này, sao phục binh địa không chiếu của cung huynh đệ, là hoặc là gia đình này có anh em nuôi hoặc là có anh em dị bào. Đấy, nằm ở cung huynh đệ và có sao Thiên Tướng nằm ở đây thì anh em nhờ nhau tương đối tốt, phong cáo thiên thọ hoa cái, thì đây là một người có cung huynh đệ anh chị em tốt. Về cung phu thê là cung chồng của cô, cung phu thê của cô có sao Cự Môn đó, sao Cự Môn mà nằm cung chồng. Cái sao Cự Môn này là cái sao mà hay khiến cho người khác làm cho người khác hay phải dùng miệng với nhau. Cự Môn chính là cái miệng, nên sau này là không được hợp, hai vợ chồng không được hợp khẩu nhau lắm, hơi thiếu hòa khí trong nhà một chút. Nhưng cái cung sau Cự Môn, cao Cự Môn mà nằm tại cung Tý thì đây là cái người rất là giỏi. Đấy, đẹp trai, giỏi, hào phóng, rồi có khả năng ăn nói quyền biến, lý luận sắc bén, cũng là một cái sao quyền tinh, dễ thăng tiến. Và cô này là thân cư chồng. Thân cư chồng là gì? Là người mà các bạn biết rồi, thích cái không khí gia đình. Các bạn xem lại các bài khác nhé, các bài trước của tôi nói về cung thân cư ở đâu, thì ở đây là cô này, cô sinh giờ Hợi nên là thân cư của cung chồng. Những người mà thân cư cung chồng thường là những người thích không khí gia đình, chăm sóc gia đình tốt. Và phụ nữ thân cư chồng được gọi là ích phu lợi tử. Phu là chồng mà tử là con, là có ích cho chồng, có lợi cho con. Đấy. Nhưng có cái sao địa không, nó đóng ngay tại cung chồng của cô, nên là cuộc đời hai vợ chồng lại còn thiên hình chiếu từ cung Thiên Di chiếu về nữa. Đấy. Rồi tang môn chiếu từ cung Phụ Mẫu chiếu sang, thì nó làm cho cái việc rồi phục binh nằm cung huynh đệ này chiếu sang cung chồng, nên là nó diễn ra sau này ấy, là vợ chồng cô cũng có một thời gian trục trặc và có xu hướng là đi tìm người số 3. Về cung con, ở trong này á, là thấy hai dòng con Hữu Bật này, Tả Hữu Bật nằm tại cung con này đó, rồi Tả Phù nằm từ cung Phụ Mẫu chiếu về cung con. Ở đây là thể hiện là cô có hai dòng con. Đấy, nên là muốn vợ chồng hòa thuận thì cô nên nhận thêm một đứa con nuôi nữa, một hai đứa con nuôi nữa vào khác họ, vào con mình, để giải cái sao Tả Phù Hữu Bật, để cho gia đạo cho cô sau này ổn định hơn, chứ không là hai vợ chồng chia tay nhau và có thêm con đấy.
nghĩa là hoặc là mình sẽ lấy một người chồng khác đã có con rồi thì cũng tả hữu bật, hoặc là chồng đi lấy người khác có con cũng là tả hữu, nghĩa là hai dòng con, nghĩa là có con dị nào nhằm vào cung con thì phải hóa giải đi. Nói về cung phụ mẫu của cô, cung phụ mẫu có sao vũ khúc, có sao thất sát hãm địa này, có sao tăng môn đóng ở đây, nên sau này sớm xa một trong hai thân. Và cung mẹ của cô ấy là lá rất là xấu, mẹ của cô là thái âm này, mặc dù miếu địa nhưng lại gặp tuần địa kiếp hóa kỵ, rồi là nằm cung thiên la địa võng, nên là sau này mẹ sức khỏe rất là kém. Đấy, còn bố thì tốt, bố là có sao thái dương vượng địa này, nằm tại cung này là tương đối ổn định, nên là bạn nhớ là sau này chăm sóc bố cho tốt, bố mẹ cho tốt, vì dễ là sau này mẹ mất sớm hơn cha. Và cô này sẽ được thừa hưởng tài sản giữa cha mẹ, và cha mẹ là người rất là tốt, rất là giỏi giang và chăm sóc cô này rất là tốt, được nhờ bố mẹ rất nhiều. Về cung tài bạch, tài bạch của cô này gặp tuần rồi, thái âm mà nằm cung tài bạch thì là kiếm tiền rất là tốt. Sao thái âm, bạn xem lại bài 6.1, 6.2, 6.3 là hướng dẫn các bạn chi tiết về cung tài bạch, thì bạn này bạn nên coi lại ở đấy. Và nói với bạn rằng là sao thái âm là cái sao cũng chủ về tiền bạc, và vì nó gặp sao tuần đóng nên là trước vất vả, nghĩa là nửa đời đầu, nghĩa là trước 35 tuổi trục trặc vất vả về tiền bạc, nhưng sau 35 tuổi thì cô lại thuận lợi trong chuyện tiền bạc. Và gặp cái sao địa kiếp hóa kỵ nó đóng tại cung tài bạch, nên là bây giờ có tiền cũng dễ bị tiêu mất, dễ bị tiêu nhiều và chưa giữ được, hay bị trục trặc về tiền, hay bị thị phi về tiền bạc. Đấy. Và sau 35 tuổi thì cái sao triệt nó mất đi, thì nó sẽ khiến cho cái chuyện tiền bạc của cô được thuận lợi hơn, và sau này cũng là người kiếm được tương đối nhiều tiền. Và sao thái âm là cái sao mà cũng kiếm tiền được ở rất nhiều, nhiều phía, nhiều nơi. Cô đã có hóa lộc chiếu mệnh nữa thì cô có thể làm ăn bên ngoài kiếm tiền được, hưởng lương của nhà nước cũng được. Rồi có khả năng tâm linh nữa, sau này có thể kiếm tiền được nhờ cái việc là giúp đỡ mọi người, làm công đức cho mọi người sẽ ăn lộc, là cô có rất nhiều cái cửa để kiếm tiền tốt. Về cung Phúc Đức thì khỏi chê rồi. Cung Phúc Đức của cô có sao Thái Dương vượng địa, thì sao Thái Dương nằm ở cung Thìn rất là tốt. Ý muốn nói đây là cô sinh ra trong một dòng họ mà tốt, nhiều người làm quan chức, nhiều người có chức sắc tốt. Sao Thái Dương là sao rất tốt. Và kiểm tra lại mộ ông của cô ấy, ông nội hoặc là cố nội đấy, đã mất đấy, là có một cái mộ hoặc nó nằm ở cái đất hơi bằng phẳng quá đấy, nên là khiến cho không được nó phẳng quá, nên là khiến cho cái việc tụ khí linh nó không được tốt, nên kiểm tra lại khu mộ đấy để cô bổ sung thêm cho nó tốt. Và trong lá số này thì cung Phúc Đức của cô này không có điều gì phải chê trách, rất là tốt, rất là đẹp và mệnh tốt. Thân cô là cư chồng có sao cự môn nằm một tí cũng tốt, và cung Phúc Đức tốt thì đây là một lá số tương đối tốt. Đấy là còn chưa muốn nói là cung nô bộc của cô có tử vi phá quân, có nghĩa là gì, mặc dù gặp triệt thôi nhưng mà tử vi phá quân nằm cung nô bộc là gì, là người quan hệ được với nhiều người có chức sắc lớn. Đấy, chơi với vua, số cận vương, chơi được với nhiều người có chức sắc, có tiền bạc giúp đỡ mình sau này tốt. Và những cái mối quan hệ của cô nuôi nấng bao nhiêu lâu nay thì từ 35 tuổi trở ra cô sẽ sở hữu được, sử dụng được họ, bởi vì sao triệt lúc đấy nó sẽ mất đi, thì cung nô bộc của cô lúc đấy nó mới tốt và mới giúp đỡ được cô nhiều trong đường công danh sự nghiệp. Về cung Tật Ách, cô có sao Thiên Phủ, sao Thiên Phủ đóng cung Tật Ách bình địa, nên là về bệnh tật của cô sau này là bệnh đường ruột và bệnh tiêu hóa của cô nó hơi kém một chút. Đấy, đường ruột và tiêu hóa, rồi xương khô xương, bị bệnh khô xương nhá, xương này sau này sẽ khô này, nên là hầm đuôi lợn ăn dần đi để cho nó bổ sung thêm canxi vào, sau này đỡ bị khô xương. Rồi sau này bị lãng tai, nghĩa là tai sau này sớm bị điếc. Đấy là những bệnh của cô có thể gặp trong tương lai. Rồi nóng trong người, lúc nào người bên trong cũng nóng, hỏa tinh tại mệnh mà, đấy là khiến cho nóng. Rồi đau đốt sống cổ, đấy là những cái bệnh mà dân văn phòng hay mắc, và cô cũng thế, rất dễ bị mắc những cái bệnh như đấy. Về cung quan lộc của cô có sao Thiên Cơ gặp triệt, thế thì cô rất có duyên với cái nghề quân sư và tư vấn, số dễ được làm sếp, làm phó tá
nên là cô có một cái tài gia cát, tài quân sư, chứ không nên làm trưởng. Bởi vì sao tử vi không chiếu mệnh thì làm trưởng rất là vất vả. Cô là một người mà có tài, có mưu trí, giỏi vạch kế hoạch, rồi chủ về sự nghiệp nhiều biến động, ảnh hưởng đến tiền đồ, tiền tài của cô. Bởi vì sao thiên cơ nằm cung quan lộc là nó hay bị thay đổi lắm. Đấy, nhất là có hóa lộc đóng ở đấy nữa, lại bây giờ đang gặp triệt nữa thì nó hay bị thay đổi công việc. Và tới 35 tuổi trở ra thì công việc của cô mới đặng. Đấy, lúc đấy mới ổn định công việc, là chức sắc mới được, mới tốt. Có rất nhiều sao đẹp sao nằm tại cung quan lộc và cô có thể đăng kinh doanh đa ngành được. Ví dụ đào hoa nằm cung quan lộc thì cô có thể làm đẹp, kinh doanh làm đẹp. Địa giải thiên trù nằm cung quan lộc có thể kinh doanh nghề giải trí, nhà hàng, ăn uống. Lưu văn tinh nằm cung quan lộc có thể kinh doanh nghề giáo dục, học tập. Hóa lộc mà nằm cung quan lộc thì có thể đầu tư kiếm tiền. Đấy, có rất nhiều cửa để cô kiếm tiền. Về cung điền trạch thì đây là một người cung điền trạch sau này cũng tương đối tốt. Nó vô chính diệu nhưng mà gặp sao thanh long nằm ở đây thì cô dễ kiếm được miếng đất có long mạch tốt, tụ khí tốt để giúp đỡ mình pháp trong công việc. Và hai cái chòm liêm trinh tham lang hãm địa nằm cung tư tức lại gặp tuần đóng tốt, nó lại chiếu vào cung điền trạch cũng khiến cho cô sau này tương đối giàu có, tương đối giàu có nhưng hơi chậm một chút. Về công thiên di của cô rất là đẹp, tấu thư ăn nói khôn khéo, long đức cũng là một cái con nhà mà được nhiều người nể trọng. Tam thai là an nhàn, thiên việt là xinh đẹp, đây là một người phụ nữ tương đối xinh đẹp. Rồi thiên hỷ vui tính, và cô cũng một cái sao thiên hình vong thần đóng tại cung thiên di nên là dễ sẽ bị một vết hình khắc do bị tai nạn tai họa. Những cái năm mà cô có thể bị là năm 9 tuổi này. Đấy, 9 tuổi nhá. Rồi cô có thể bị qua rồi. Bây giờ là 32 rồi. Mà năm nay là nằm tại cung dần có hóa quyền đây này. Năm nay là năm dễ thăng chức. Mà nhất là làm trong ngành binh nghiệp thì càng dễ thăng chức hơn vì thiên hình chiếu. Đó. Cô cẩn thận là có một cái tai nạn từ năm 65 tuổi, năm đấy dễ bị ngã và bị hình khắc trên người. Đấy, cẩn thận. Tiếp nữa là sao vong thần nằm cung thiên di thì dễ bị phần âm tác động vào mình, dễ bị các phần âm tác động vào khiến cho mình trục trặc không tốt về tư tưởng. Đấy, nếu mà thấy tư tưởng dao động này, thấy luôn luôn có người khác đi theo mình này, thấy mình đang bị mỏi vai này. Đấy, thấy mình có dấu hiệu là không được tâm, nghĩa là không ngủ sớm được này, rồi hay bị phân tâm, thì chưa thấy ảnh của cô nhưng mà thấy cô thần quả tú chiếu mệnh lại gặp sao vong thần nằm cung thiên di nữa thì cô cũng là người mà bị âm bám, các vong linh nó bám vào, và nên làm lễ cầu siêu cho họ để siêu thoát đi thì mình sẽ có sức khỏe tốt, rồi trí tuệ tốt hơn nữa, chủ động được mọi thứ để giúp cho cô cuộc sống sau này tốt hơn. Và xin thông báo với cô là cô năm nay 32 tuổi rất là tốt, cô năm nay là năm rất đẹp đấy, nhưng mà cẩn thận bị bỏng, bị tật nhá, rồi bị sếp quan phủ mà dễ bị sếp o ép, sao cô thần dễ bị người khác xa lánh, rồi cung chồng của cô nữa, như là vợ chồng năm nay cũng sẽ khủng hoảng, không tốt. Sang năm của cô là 33 tuổi tốt hơn, có lộc, có tài, nhưng mà cẩn thận là sang năm có tang phụ mẫu. Năm tiếp theo là năm 34 tuổi là rất tốt, mọi công việc của cô hoạch phát, nhiều tin vui. Đấy, 35 tuổi là bắt đầu đại chuyển sang đại vận mới rồi, sẽ là những cái năm mà thành công và cô bắt đầu thăng tiến phát triển trong công việc tương đối tốt. Rồi từ 45 tuổi trở ra là cái năm rơi vào cung quan lộc, lúc đấy là chức sắc địa vị trong quan lộc của cô mới đủ chín muồi để thăng chức lớn hơn. Rồi từ 55 tuổi trở ra cô cũng tốt, lại tiếp tục có thể là đi học thêm và dễ được làm trưởng, làm sếp, dễ được người khác giúp đỡ tương đối tốt. 65 tuổi trở ra thì có cái hạn năm 65 tuổi, cẩn thận. 75 tuổi trở ra thì tiền đến một cách thụ động, giàu có, không phải lo kiếm tiền, tiền sẽ tự đến. Đấy, 85 tuổi trở ra thì vẫn kinh doanh nhộn nhịp và rất tốt. Và đây là một người phụ nữ sống rất thọ, rất thọ. Cô có thể thọ là đến 105 tuổi, hoặc hơn nữa. Và nửa đời đầu tuy vất vả nhưng nửa đời sau rất sung sướng. Cô không phải là cách thay chung ngẩn ngọc nhưng mà thân nằm tại tí, không, mặc dù không gặp tuần triệt nhưng cũng là người rất sung sướng. Nửa đời đầu vất vả nhưng nửa đời sau sẽ tìm được cái điểm mạnh nhất của mình để làm và cô sẽ thành công.
Xin chúc đường số mã số 1046 sớm thành công cho công việc của mình. Cô có liên hệ gì với Tường Vi Việt Nam thì cô xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của thầy để trao đổi thêm hoặc là hướng dẫn thêm cho cô cải mệnh cho nó tốt hơn nữa, rồi công việc chức sắc nó tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh Tử Vi Việt Nam, xem Tử Vi cho đường số 1046. Rất mong các bạn đăng ký vào kênh hoặc nhấn subscribe đăng ký vào kênh để chia sẻ cùng chúng tôi và đưa kênh Tử Vi Việt Nam thành một cái kênh truyền thông để giúp cho tất cả các bạn có thể hiểu được nguyên tắc vận mệnh của mình để cải mệnh. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.